Xin chào anh em quay trở lại với cả Hacom. Mình là Hoàng đây. Và đã được gần một tháng kể từ ngày ra mắt của 4060 rồi, rất nhiều review đã xuất hiện, rất nhiều cuộc tranh cãi đã nảy lửa. Nhưng bây giờ, sau một tháng hãy cùng suy xét lại liệu rằng chiếc 4060 có phải một kèo ngon hay không nhá. Ra mắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, 4060 có mức giá là 299 đô, tức là rẻ hơn với mức giá ra mắt của 3060 là 329 đô. Nhưng tất nhiên, trong thời điểm hiện tại thì 4060 có thể được đánh giá là cao tiền hơn so với cả 3060 mới, dù là phiên bản 8GB hay là phiên bản 12GB. Vậy thì, với mức giá cao hơn, ta sẽ nhận được gì? Đầu tiên là 8GB RAM GDDR6 nhưng lại chỉ có 128 bit, tức là thấp hơn so với cả 3060 12GB và bằng với cả 3060 phiên bản 8GB. Ngoài về RAM thì có rất nhiều thứ bị cắt giảm đi một cách đáng kể. CUDA Core chỉ còn có 3072, thấp hơn 512 so với cả 3060. Texture Mapping Unit thì chỉ còn có 96, tức là thấp hơn 16. Streaming Processor thì bị cắt giảm đi 4, chỉ còn có 24 thôi. Tensor Core thì giảm mất 16, chỉ còn có 96. RT Core cũng chỉ còn có 24, tức là ít hơn khoảng tầm 4 nhân. Có một thứ duy nhất tăng lên 8 lần, đó chính là L2 Cache trên chiếc 4060. Liệu rằng dùng cache để gánh thì chiếc 4060 có mạnh hơn so với cả 3060 hay không? Câu trả lời là có anh em ạ. Mình sẽ dùng được chính là chiếc CPU i9 13900K kèm với cả 64GB DDR5 bus 5600 để loại bỏ một giới hạn về CPU, PCIe và RAM để thấy rõ hiệu năng thuần của những chiếc card này. Đồng thời, mình sẽ test 10 tựa game ở 3 độ phân giải khác nhau và 3 mức setting khác nhau là thấp nhất này, cao nhất này và cao nhất có ray tracing anh em nhé. Vậy thì ở độ phân giải Full HD thì cái độ mà phân giải mà những chiếc card này hướng tới thì ta có thể thấy rằng ở mức setting cao nhất 4060 có mạnh hơn so với cả 3060 12GB và 3060 8GB. Nhưng mà khoảng cách thì không phải là quá lớn, nhưng có thể gọi là tạm chấp nhận được. Đặc biệt là ở tựa game Shadow of the Tomb Raider lệch hơn tận 20%. Nhưng có hai tựa game eSports là CSGO và Liên minh huyền thoại thì mức FPS chênh lệch gần như là không có luôn. Bởi vì mức FPS của 3060 12GB và 4060 là ngang nhau. Nếu mà tính trung bình ấy thì so sánh với cả khi mà so sánh với 4060 ấy thì chiếc 3060 12GB thua tầm 12%, còn chiếc 3060 8GB thì yếu hơn khoảng tầm 18%. Nhưng đó mới chỉ là Full HD thôi anh em nhé. Liệu các độ phân giải khác thì sao? Tại độ phân giải 2K, khoảng cách giữa 3060 12GB và 4060 đã bị rút gọn. Khi này thì 3060 12GB chỉ còn cách khoảng tầm 10% trung bình mà thôi. Điều này thì có thể được lý giải cực kỳ là dễ dàng. Bởi vì RAM, do 4060 không chỉ có mức VRAM thấp hơn, nó còn thấp hơn về memory bus này, thấp hơn về memory bandwidth này, dẫn tới việc khi mà chơi game ở độ phân giải cao ấy, hoặc là chơi game yêu cầu nhiều VRAM ấy, thì hiệu năng của những chiếc card này sẽ bị đánh những đòn đánh cực kỳ là mạnh mẽ. Đó cũng là lý do tại sao 3060 8GB vẫn giữ một khoảng cách là 18% khi tăng độ phân giải. Lên 4K thì càng lúc càng nâu hốp khi mà 3060 12GB chỉ còn cách 4060 khoảng tầm 7% mà thôi. Có lẽ việc chỉ để L2 cache gánh tất cả đã là một quyết định sai lầm của Nvidia. Đến đây thì nghe đúng là hơi tiêu cực một chút nhỉ? Nhưng mà thực sự mình vẫn thấy 4060 có một chút chiến thắng nhất định. Đầu tiên là về hiệu năng ray tracing. Tuy rằng có ít RT Core hơn, nhưng RT Core trong 4060 là Gen 3 thay vì là Gen 2. Vậy nên khoảng cách về hiệu năng khi bật ray tracing là khá lớn. Ở trong những tựa game mà hỗ trợ ray tracing ấy thì 3060 yếu hơn với cả 4060 khoảng tầm 16% và là 23% nếu là 3060 phiên bản 8GB. Đồng thời, 4060 tiết kiệm điện vô cùng, chỉ cần 115W là các bạn thể chạy thoải mái, tức là các bạn dùng vô tư với những chiếc nguồn 300W hoặc là 400W loại tốt. Còn có một vài test cuối cùng mà mình muốn test, đó chính là nếu mà các bạn chơi game mà mục tiêu là FPS cao nhất, sẵn sàng giảm tất cả các setting thì khoảng cách hiệu năng càng lúc càng nhỏ anh em ạ. Đó là cái vấn đề mà mình còn không bị giới hạn về CPU nhá, mình còn đang dùng i9 nhá. Còn nếu mà anh em cắm những chiếc CPU như là i3 đời 12 hoặc là i3 đời 10 đi, mình đảm bảo khoảng cách giữa 4060 sẽ còn sát hơn nữa. Thực lòng mà nói, mình khá là mệt rồi. Thực sự mệt khi mà phải ghét những chiếc card như vậy, mệt khi mà phải đưa những tin tiêu cực về những chiếc card mới như vậy. Chiếc 4060 có thể gọi là ổn khi mà mua ấy, bởi vì hiện tại Hacom đang bán 3060 12GB mới rẻ nhất là 7,5 triệu, còn 4060 rẻ nhất là 8,5 triệu. Vậy tức là 3060 12GB thấp hơn 4060 12% về hiệu năng ở Full HD Max Setting và thấp hơn 12% về giá tiền khi mua ở cửa hàng Hacom bán đồ chính hãng xịn sò. Tức là tiền và hiệu năng của 4060 là tương ứng khi mà nói về việc mua mới. Còn nếu mà các bạn so sánh mua cũ ấy thì 4060 tuổi rồi anh em ạ. Trong các biểu đồ mà anh em có thể thấy, 4060 chưa từng một lần nào chạm được với cả 3060 Ti, trong khi mức giá hiện tại của thị trường cũ ấy là khoảng tầm 5,5 triệu tới 6,5 triệu, đấy là mua 3060 Ti nhá. Khó mà thể nghĩ, đúng không?
Nếu mà anh em đang dùng những chiếc gạc đời 3.000 ý, thì mình nghĩ rằng 4.000 không phải là những chiếc gạc đáng để nâng cấp. Còn nếu mà anh em đang dùng 2.000 đổ xuống thì có lẽ là ok. Nâng cấp lên 4060 thì sẽ nhận được một chiếc gạc siêu tiết kiệm điện này, hiệu năng ray tracing tốt này, và còn có cả những công nghệ mới xịn sò còn bỏ nữa. AV1, AV-MIRC, nào thì Envanh em viết mới kiểu như vậy đấy. Nói chung thì tùy vào anh em cả thôi. Thực ra nói mà nếu mà nói thật ý, thì 2.000 cũng không đáng lắm, bởi vì 2060 đã khá gần với cả 3060 về hiệu năng rồi. Thế nên thành ra là 2060 cũng chưa nghĩ để ok. Mình nghĩ là khoảng tầm 1 đời 1.000 đi, nâng cấp lên 4.000 sẽ là một sự vượt bậc hoàn toàn. Đấy. Và đó là kết luận của mình. Mình nghĩ rằng chiếc gạc này ổn nha. Nó như kiểu là một bậc thang mới ấy. Anh em bỏ ra thêm chút tiền thì nhận được thêm chút hiệu năng. Thì anh có thể check ở đường link dưới mô tả để check được những chiếc gạc 4060 nhé. Còn anh em thì sao? Đã mua 4060 chưa? Hay anh em nghĩ những chiếc gạc khác xịn sò hơn, đáng tiền hơn? Thì anh em có thể để comment ở dưới nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này. Và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.